Lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Mục đích nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn thuận tiện. Xây dựng phương án phân luồng điều tiết giao thông trên tuyến dự kiến lưu lượng phương tiện tăng cao, khu vực tập trung đông người dân, du khách tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí dịp lễ đầu xuân. Theo đó, bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an từ tỉnh đến huyện đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch phương án đã đề ra. Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024 và năm An toàn Giao thông 2024. Phòng Cảnh sát Giao thông chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn bộ các hệ thống phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến quốc lộ phòng đã quản lý. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường xử lý vi phạm, tập trung chính vào những lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như là đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia, các chất kích thích, các chất ma túy khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường xử lý và cũng yêu cầu tất cả các hộ dân là chấp hành, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán và lấn chiếm lòng đường để gây mất trật tự an toàn giao thông.